À, đằng này mất mạng.
Chào bạn Trung Điện Biên nhé. Để ác trắng lại xem còn sướng hơn. Cứ ra bụp cái chết nản, không có sự mãn nhãn. Ác trắng à? Ác trắng thì để lúc khác tôi mở ác của AD tôi like cho nhé. Hôm nay mượn được ác thiếu lâm trượng của ông trong bang vào nghịch tí. Có sao nãy giờ toàn bị mất mạng. Vào lại, vào lại. Đang đánh thì mất mạng. Ở bên ngoài này không? Ô, sao cái auto của tôi nó không chạy nhỉ? Vừa mới cả lại keo tua à? Chết với tôi. Rồi, gom gom lại nào. Hình như là bị lỗi sao nhỉ? Đi. Không được ngồi. Té té té. Đói. Làm gì làm đi. Làm gì em đi. Chạy ra, chạy ra. Kiểu con nào đông đông x đào sao xem nào. Ô, sao nó cứ lỗi lỗi kiểu gì ấy nhỉ? Keo tu bị lỗi rồi. Để tí tôi chỉnh lại xem. Ui, bắn cái 5-5 đầu đây.
cao, cao nữa đi, cao nữa đi. À, bị dương cung trên bắn rồi, hết máu rồi. Keo tua đang chưa chỉnh được. Thiếu lâm trượng có, thiếu lâm trượng mà có auto mướt mượt mượt luôn đấy, nhưng mà tôi vẫn chưa chỉnh được. Để tỉa xong trận chiến tôi test lại thử xem. Hai bình luôn. Đâu đây? Đúng ạ. Từ để vào xem live mấy ông ngay với đàn. À. Té 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 té. Hết chạy được rồi. Bắn, bắn ai? Không biết có tùy chỉnh nữa không nhỉ? Đi rồi. Đi rồi. Té vừa tùy chỉnh nó không có ích được không. Đâu vậy? Đồng ạ. Theo tên cả cài đặt con cổ sư cho autobook ấy. Thank you.
Lâu quá không cầm mà thì không chịu. Trông như thằng đần đấy. Để ngó ngó à. Thử cái lại không? Có ít thử phát không? Cái nhưng mà bị mít hay sao nhỉ? Đồng quá. Ba mươi giây mới hồi chiều. Này chắc phải tùy chỉnh thôi. Mười thôi nào. Tía phải đợi vào chương chính đợi mấy ông ngay đàn bắt hiệu ứng người như này kích đám này chết dở rồi. Không nên đam nhỉ, thì những xì đấy thôi. Sao cái auto shift này nó lại không chạy ít đâu nhỉ, rất là ảo ma nhé. Rồi đi thẳng với ông ngay bên đàn này. Hiệu ứng như thế rồi còn không làm được việc. Hơi gà, hơi gà. À, sao cái auto nó bị làm sao nhỉ? Lên 50 sao nào? Đeo 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 đeo. Ok, ấn nhầm, click nhầm mọi người. Ủa, đứng kéo con lương thần đây. Hay quá, hay quá. À, hiệu ứng, hiệu ứng. Nó vẫn bị cái gì nhỉ? Đấy, không thể đâm được cả. Không biết nó bị lỗi cái gì, để tí trong chiến trường tôi ra thử lại xem nào. Thôi tắt auto đi, tay cho khỏe. Bị lỗi cái gì ấy. Trên này có hiệu ứng nhưng mà đứng tạm quá. Né ra. Đúng rồi, kéo đi, kéo đi, kéo con thương thần đi, kéo con thương thần đi. Kéo đấy. Đấy, X-Tay có khi lại hay. Nhờ được có một mạng. Hơi xa tầm.
Té té té. Thôi bạn ơi, thôi. Không bỏ qua nhau được à? Ông cái băng quyền kia ông ấy túm đầu lại, ông ấy đấm cho. Đợi vô đã, bên ngoài này đông này. Đông nhưng mà không gom lại. Ui, chọc đau ấy. Mà mấy phái sát thương là khắc chế của hiếm triệu mà. Chọc nó vào thẳng máu luôn. Ô, góc góc giới thiệu ra. Đợi tí, đợi tí. Nào rồi đây. Đâu 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 đâu. À, cứ phải có x đam, à phải cứ phải có auto mix đam được ấy. Tôi lại không quen x tay thiếu lâm trượng. Hiệu ứng phát là khỏi x luôn đi. Ai nó kéo con tinh thần này vào góc nào đông đông phát được không? Đó vậy. Kiểu này chắc ra làm bia rồi. Góc trên này được rồi. Không, X đang được mà không nên đam à? Đợi hồi chiều. Té. Đông quá. Để tí chỉnh lại cao tu xem nào. Đàn thì chịu. Loạn ghê vậy. Đông quá, đông quá. Hình như mấy anh em bên Liêu treo thì phải. Thế là của ai đấy? Mình mấy nhìn. Đang định ra ngó ngó góc nào đâu x phát hết giờ luôn rồi em. Từ từ để tôi đi test lại cái auto cái. Sao nó không chạy? Nó nhận
Công nhận đấy nhỉ. Con chưa xa lòng ngậm ngùi về một cuộc tình đã lỡ, tình đã bay theo những cánh chim về đâu, từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào, trong vòng tay mình đang mạnh mẽ bên nhau, hôn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao.
Thank you.
Rồi. Đang xem đánh nhau. Đèo, phải ca rồi, phải ca rồi. Động Vida rồi. Nhưng mà ông đẳng cấp này mới vừa mới dòng trong trảo thủ thì ông kia đã phát động xong Vida rồi còn đâu. Hết tụ khí rồi, lên luôn, lên luôn. Vida, Vida. Vida. Ui, đã thế thì hết tụ khí rồi. Chơi con bân à? Gần chết kìa. Ông này đòi đợi bắt con bân ạ. Con bân là xong mình tới tầm được. À, vừa mình có hai phụ lục này. Nhưng mà chắc là sẽ phải có mật tịch ghi đài nhỉ. Kiểu gì ông này chẳng có mật tịch ghi đài. Quả đấy tôi thấy ông này hết tụ khí rồi, quả đấy Vida lên đá nhiều khi chết đi. Quần đang kiếm rồi. Có thấy trừ nội 7 cộng 6. Ô, không đánh nhau nữa à? À chắc bên Tống báo danh khó này là mấy ông đi báo danh trước rồi. Đường Môn Châm AK. Con đường Môn Châm này hình như là vừa mới đổi tên thì phải. Tôi nhớ không nhầm hình như theo vào có mỗi một con đường Môn Châm VIP VIP thôi thì phải. Ở bên Tống chắc là vừa mới mua chuyển sang Liêu. 90 sát thương. Xong rồi làm thêm hai món cửu dương nữa. Hai món cửu dương thêm 80 nữa. Thành 170 sát thương rồi. Bên này thì có chế độ cửu dương và cửu âm ấy. Nhưng mà mới chỉ là sơ cấp thôi nên là cũng không khỏe lắm. Gọi là có đồ mặc. Tinh khắc. Cũng chỉ ngang với đồ tổng quản nó. Sát thương 50. Hình như lên lên tinh khắc là 100 đúng không nhỉ? 100 với lại 80 thì phải. Ngọc không có kích ốp. Ngọc thì chắc không cần. Đấy, hai món sát thương này ngon này, không ngon lắm nhưng mà mấy phải nhiều thức như kiểu đừng muốn chơi mình chơi cũng được. Ô, không đánh nhau nữa à?
Đập đồ lên 6 đi. Hiện tại ác này đang đi mượn ấy. Nên cũng không dám đập. Kệ lo gì, Thiếu Lâm Trượng tôi thấy bản này khỏe lắm. Hôm nọ có ông cấp 70 đồ cũng không mà ít đam còn chết mà. Đây, lấy đồ à, lấy đam cũng được. Hình như tối hôm qua chủ ác là có dỗi dùng cái gì ấy, nên là đập hết về cộng không rồi. Ôi, hai cái kim ấn này, nghe với đàn này, một cái 15, một cái 13. Ác của tôi mà hôm qua đập 7 xịt hết. À, ác của bạn Phạm Tuấn à? Ác của ông Phạm Tuấn này thì phải. Hôm nay xin phép chủ ác là mượn ác tí để đánh Tống Liêu. Hôm nay cái cây của tôi nó bị lỗi ấy. Mang đi sửa suốt. Thế là con Thiếu Long Quyền thọt rồi. Mất cả tiên phong luôn rồi. Nhưng mà chắc là đá vẫn đá được. Mà cầm Thiếu Long Quyền nhiều mỏi tay quá, lười á. Ok, cứ thoải mái. Cảm ơn nhé. 25, 30, 35, 38% giảm thọ thương. Cái đàn là xác suất có 2%. Ngay đàn này chắc trâu á. Ô, dạo này hình như bên Liêu mọc ra nhiều ngam mê đàn phết. Chắc là mấy ông này mua ác lại xong rồi đổi tên thì phải. Hình như con này trước là Thiên Ma Cầm này, ở bên Tống này. Ui, Tống đang 41 mà Liêu có 11. Ngó ra ngoài xem nào đã. Mấy hôm nay chắc là báo danh rồi nhưng mà chưa vào thôi. Tử Quang Bào. Thực ra này, cái áo Tử Quang này thì nó cũng đam, nó cũng ngang ngang với này, áo Tàng Kiếm thôi. Mà được cái áo này thủ nó cao hơn đấy, chẳng qua là nó mất thủ ngoại thôi. Mà Thiếu Lâm Quyền thì có cái thất bảo thôi thì cần mặc áo này với áo Tàng Kiếm thì nó cũng như nhau, chỉ sợ mỗi mấy phái ngoại thôi, thêm cái quần đang kiếm nữa. Nón thì không cần, kẹp kẹp với lại hai cặp tiên phong, một cặp tiên phong, lấy tốc chạy. Áo đang kiếm thì được cái nó đá chiến trường thì nó khỏe thôi, chứ còn thủ nó hơi yếu. Tôi mà chơi cũng thích đồ Tử Quang Vàng. Có cái quần Tử Quang Vàng thì nó yếu hơn nhiều luôn đấy. Công kích của nó hình như có 4%, sinh lực hình như cũng 4%. Được cái áo Tử Quang ngon nhất rồi. Nếu có đổi cái áo áo này mặc đến khi nào đổi đến áo tướng thì mới thôi.
Còn ai có tiền thì chơi áo thằng kiếm cũng được. Rồi, mấy ông không có tướng tá thì chắc ở ngoài luôn rồi. Nhìn nhìn con hổ đen trông lực không? Bên này có nhiều con thú cưỡi trông đẹp vãi. Hai món đằng kiếm này chắc cũng phải mấy chục ấy. Mũ thì chắc không tính tiền, nhưng mà áo với quần này tôi nghĩ là cũng phải khá khá đấy. Mắc sát thương luôn cơ mà. Thiếu một điểm kháng tất cả nữa là full kháng tất cả rồi. Con hổ này nó phải to gấp đôi con báo ấy chứ. Màu đen xong rồi thêm với bộ ngoại trang của ông này nữa, cùng màu luôn, đồng màu luôn. Axel Lục Quyền này chắc hiện tại đang là VIP nhất server này đấy nhỉ, triệu soái. À bây giờ chắc chắc chưa ra hiệu soái đâu, chắc mới chỉ đến tướng thôi. Thế nhưng là tận 240 công trạng mới bắt đầu là có soái thì phải. Tướng được, chắc là sang tuần sẽ có soái mà. Lấy tóc soái xong rồi chắc lấy thêm cái quả tóc xoáy nữa, tóc cho nhanh. Tóc xoáy như 25 à? Hình như 25 thì phải. Tóc xoáy 25. Nhưng mà chắc là vẫn chưa đủ để đá vạc chín. Đá vạc chín chắc còn lâu ấy. Lúc đá được vạc chín thì chắc cũng phải ra đến đồ soái rồi. Mà lúc đến đồ soái thì chắc Thiếu Lâm Quyền phải nhường tướng rồi. À nhường soái rồi. Dưa thương voi con này. Chắc về sau dưa thương lên soái rồi. Bên Tống không thấy có hệ phái nào mà trong phải sau mấy ông mài công trạng sau.
Còn bên Liêu thì chắc là voi con này chắc về sau sẽ lên soái, tôi đoán thế. 20 với lại hiệu soái là 45, 5 Nga mi kiếm chắc móc bên thì xe đâu đó tầm 56 đấy, 55 thôi, gọi 55 thôi, 55 cho tròn là thành vừa tròn 100. 100 thì chắc phải thêm hai ngọc tốc nữa, xong rồi đẩy con Nga mi kiếm lên được tốc 57. Tầm đấy thì mới đá được phải 9. Mà Thiếu Lâm Quyền không có cặp tiên phong thì tôi thấy nó hơi tù vậy, và chậm lắm. Rồi. Còn 1 phút nữa. Để cho cái đầu máu này sang đây để tí nó có gì ít máu. Hai mươi ba bảy, ba bảy, ba bảy thành 47, thành 56, 56 thành 76 là 80, 80%, 80% đến cơ thêm cái áo với lại cái trượng sư môn 4 nữa và thành 100%. Cứ cắn hai mình máu nhỏ ra cũng được, cứ đông ấy. Vừa đúng lúc hết yêu cổ. Đi đây phát ra x-đam luôn này. Ngoài đầu hai đông lắm. Lại bị lỗi cái gì nhỉ? Hay là trong chiến trường này không x-đam được à? Ta để tôi kiểm tra lại cái auto xem nào. Chết với tôi. Lấy lại lại mọi chiến trường đã. Ra hết rồi. À dưới một con người này.
Rồi, chán lên anh em ơi. Chán ra đi, chán ra đi. Bắn nữa cho cái đinh vào đầu vậy. À chết, nhầm, bắn nhầm. Quên mất. Định định thả cái đà lôi này mà click nhầm ra bên ngoài. À, click nhầm cái chiêu khinh công. Đồng thế. Hồi chiêu đó, hồi chiêu ạ. Ít gì rồi. Ô, vẫn có mạng kìa. Hai mạng. Ra đi bạn. Đau đấy, đau đấy. Thôi lùi về cắn cái hiệu quả thương dược ạ. Ngon đi, tràn vào đấy. Cho để cho con cổ sư ra bên ngoài lấy cái mấy con yêu cổ đã. Ui, thêm mỗi đam được à? À, chết nhầm 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 nhầm. Rồi, tràn vào đây. Tràn vào đây. Thả cái đinh này. Thả cái đinh này. Đau 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 đau. Bắt hiệu ứng lại đi. Đâu ơi. À, bị ép quá. Không có đủ người để ít đam. Đánh ở quanh quanh cái nối này thôi. Bắt được hiệu ứng nhau. Không có ông Nami đàn tràn nên bắt hiệu ứng đông đông tí nhỉ. Không đủ mục tiêu à? Phá chiêu.
thế. Giá vẫn là bị ăn 5 năm ngay. Nhưng mà vẫn được hai bạn cả. Nào cái nào đấy ấy. Không cho ngồi. Ra 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 ra. Trời ơi, thế lâm trượng hơi gà. Té đã, té đã. Đi đâu? Ui, bị ép cả bên trên kìa. Trên này lại không đủ mục tiêu à? Chỉ có ra đầu hai thôi. Hình như mấy hôm nay đánh hơi tản hay sao? Đây 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 là một có, là một có, là một có. À. Vừa ra phát ăn hiệu ứng luôn. Để tiếp cận cao cao đi ra làm một pha thôi. Tràn vào đây, tràn vào đây, bốn mạng. Có đấy không kịp kéo map lên, kéo map lên là chắc cũng thêm vài mạng, tại có con thương thần ở đấy. Ui, đau đây. Gì à? Làm gì à? Làm cái gì đấy? Con dương cung ở góc phải kìa, có ai đấm nó hộ véo đâu? Có chữ quá dường là thường. Kinh công, kinh công, kinh công, kinh công, kinh công. À, trên này có mạng, trên này có mạng, trên này không được. Từ từ, đang đến này, đang đến đây. Ui, không đủ mục tiêu rồi. À hình như cơ nãy còn mặc nhầm đồ nữa thì phải. Và sở ích đam được có 4 mạng. Rồi đây 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 đây. Đến nơi rồi, đến nơi rồi. À, loạn rồi, loạn rồi. Xin con yêu cổ, xin con yêu cổ. Không đủ. KS. Ôi nhầm 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 nhầm. Thả cái đinh rồi.
thả cái đinh này. Thả cái đinh này. Thôi thôi thôi. Máu đây. Bơm mình máu đã. Bơm tiếp mình nữa này. Không sống nổi. Mấy ông kia đánh thẳng vào máu luôn đấy. Đi vòng trên này, đi vòng xuống này. Anh em nhìn tôi làm một pha này. Năm mạng. Năm mạng. Té té. Cho chạy cái, cho chạy cái. Rồi rồi rồi. Không nói cho con huyễn kìa. Ngon quá. Ừ, huyễn này. Gặp ngay hiệu ứng này. Đi vào đây. Té té té. Vào dự trảm đã. Đâu 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 đâu. Bơm mau ra. Bơm người. Nãy quên chưa lốc ngâm kiếm. À đây đây có ngâm kiếm. Bắn ơi. Này cho cái vô tướng này. Xin cái búp với, xin cái lưu thủy thôi cũng được. Rồi rồi rồi. Ngon rồi. Ok ok ok. Đẹp đẹp đẹp. Có góc nào góc nãy đang được không? À. Tôi có huyễn rồi. Tôi có huyễn rồi. Chạy. Ở đấy xì rồi. Ta để lốc con cổ sư ra. À, có huyễn rồi, có huyễn rồi. Tính ra chơi huyễn lại ngon đấy nhá. Chơi huyễn luồn luồn lên dàn ra cung lại ngon đấy. Không ghế che đó. Ô lại đi ra à? Bí thế nhỉ? Để tôi xem lại cái antivirus nào. Không có anti mà sao bị đi ra liên tục nhỉ. Hình như vẫn chưa bị chết thì phải. Chắc là chạm vẫn còn nguyên.
lấy tí máu đã. Anh ít đam giờ. Ê, ông kia hình như ít đam xịt thì phải. Không thấy ai chết. Góc thôi. Có con nhà về đàn có cổ sư tanh cứng rồi. Đánh nãy là lệch tận nghìn điểm. Con gì được, hiệu ứng nhiều quá. Góc trên này. Gãy chiều luôn. Chơi huyễn, không chơi yêu cổ nữa. Để tí đam bị giảm đam. Bè lên là được rồi. Đang đam gì à? Hình như lại bị lỗi auto rồi. Năm năm không khai ăn được. Đúng quá. À quên. Ui, hai con ga về đàn ép tít xuống tận đây rồi. Đúng quá, để
để đổi lại chơi huyễn thôi. Chơi delay chiêu anh em ơi. Đợi delay cái. Nhưng mà mấy ông này đứng tảng quá. Không biết đang được, có góc. Rồi rồi rồi. Sao không tới? Rồi, đi lấy rồi, đi lấy rồi. Ok. Vừa nãy đang đứng gom tự nhiên bị khựng quá. Trên một cao chắc là đông ấy. Nè con huyện đã. Ở trong hai đông này, trong hai đông này, trong hai đông này. Hưởng lâu quá. Gà luôn. Phương này là nó mấy. Nhấp sân kinh quá. Một mạng, hai mạng. Nhờn nữa đi. Đúng ạ. Hết máu à? Ô. Cứ tưởng ông ấy không thấy cơ. Làm lại đâu. À, đang anh đang à gì đấy. May quá tự nhiên có con thiên thần ở ngay đây. Giết được qua 4 mạng nhưng mà không có chạm. Giờ chắc phải đi đi tìm ông Năm Độc kia. Rồi, Năm Độc co. Nhưng mà không đủ người.
Ít bữa ông được một mạng. Điệp không nha. Ui, ít lắm đây. Quên mất chưa cắn máu, đáng lẽ phải cắn mình máu mới được. Rồi chơi huyễn rồi, ok cắn nhầm, đang định ra dòng 2 lên ngựa phi lên nó nhanh. Đây à? Xong có đam nhỉ? Đúng ạ, đúng ạ. Lại ra mộ thôi. Ai lại bị ép à? Không đủ người. Hình như ác khủng long này là ác tiểu bảo cũ ấy. Đúng không nhỉ? Ô, đấu hai ra rồi. Rồi, lao đấu hết vào đây. Lao hết đầu vào đây. Gãy trượng. Ui trời ơi, không có cái kiếm ở kia mà chưa hồi bất động không, chưa đi lấy kịp. Tôi còn dư thương cháu ấy. Ông giỏi, ông chặn lại cái kiếm lần nữa xem nào. À, dừng giờ cùng bắn giáp ạ. Đợi xoay map mấy ông em đi đàn rồi, ít đam thôi. Đôi giày, đôi giày. Ôi, được có hai mạng.
không đủ người. Trên này có mỗi ba ác rồi, toàn toàn Ngami đàn với cổ sư, không đủ để ích đam. Chán lên, chán lên. Đầu hai đông quá mà không ra được. Đấy thì tôi cho con cổ sư ra lấy cái huyễn. Ui ui, góc ngoài này đông lắm.
Đồng quá. Không làm gì được. Mày đàn nhiều quá. Thank you.
Ô, đầu hai đông, đầu hai đông, đầu hai đông. À, ít người quá. Không đủ mục tiêu. Đâu, 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 đâu. Ít đám này là dở rồi. Nãy giờ chưa được một pha nào. Hôm nay Liêu bị ép sân quá. Thua mất cả tứ điểm. Mấy hôm trước tôi thấy Thiếu Lâm Trượng vào ít đam liên tục mà dạo này mấy ông ấy đứng tản quá. Được có 200 điểm. Cũng là top 20 này. Mà chết tận 32 mạng rồi. Ok. Để anh bot. Hình như hôm nay sẽ ra vở Vũ Duy Sơn thì phải. Để thì tôi lốc thêm ngay mới kiếm lên ạ. Lấy búp á. Hình như mấy ông kia setup sẵn rồi á. Chỉ việc lên đánh nhau thôi. Vũ Duy Sơn. Mấy anh em Tống setup ở đâu nhỉ? Để đi lên đi ngó ngó cho đế đam cái. Đợt này vừa mới đua top xong ấy nên là chắc mấy em cũng ngơi nghỉ bớt rồi. Có người thì chắc là đang giữ sức. Phải một vài hôm nữa thì may là mấy ông
Mới vào lại game ấy. Chắc giờ này đang đi tay vịn rồi. Ok. Hình như không phải xếp nào ở đây. Nhị Long Sơn à? Có ai không? Không có. Còn mỗi Phục Ngô Sơn nữa lên trên căn nhà này mà không có thì lên Phục Ngô Sơn thôi. Rồi không phải rồi, lên Phục Ngô Sơn thật. Ui, hết cả thần hành rồi. Để mua cái thằng này đã. Phục Ngưu Sơn. Cũng không set up ở đây. Ô, hình như Vũ Di Vũ Di Sơn đang đánh nhau rồi phải. Đại Tống ở hết đây rồi. Chắc là giờ này không chắc là không đủ người set up hay sao nên là mấy ông ấy tính đánh chặn luôn rồi. Lên luôn. Thả cái thiên la đi bạn. Đi đâu? Đi đâu? Hình như ác năm lộc ngày hôm nọ thấy ở trong bang Tứ Hải mình nhỉ. Máu này sợ không lên kịp. Rồi cứ bơm hai bình luôn. Không đủ chi tiêu rồi. Không cho ngồi. Không cho ngồi. Không được ngồi. Ngồi cái gì? Hiệu ứng. Hiệu ứng. Đi ra. Đi ra. Rồi, choáng lại. Bây giờ ông này ông thả cái thiên la là tôi cho ông sống luôn này. Ông thả thế này đấy. Đi đâu?
Đá xong chưa? Không cho ngồi, không cho ngồi. Lắm ra mới đàn thế, lắm ra mới thàn đàn thế, lắm ra mới đàn thế hả? Đi đâu? Chết luôn. Tiêu phong với chúng tôi. Và đi đi thử vào đây xem có thể lao. Choáng rồi. Đi đâu? Chết. Ồ, hình như mấy ông này setup ở góc trên hay sao ấy. Rồi, thương thần xuất hiện ở Linh Bảo Sơn rồi. Hơi nhỏ, setup một hồi thì bóp ra ở Linh Bảo Sơn. À, đây đây, có ngang gì không? Cá búp cũng được. Lấy cái xe đã. Ra 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 ra. Đi kéo bot luôn. Rồi có. Map này. Map này tôi không nhớ vị trí bot ở đâu. Nhớ là có một con là có một tọa độ là ngay giữa chỗ thư kiếm này thì phải. Một tọa độ là ngay ngay trong bãi này. À đây đây đây. Dưới này. Có ông Nam Minh Kiếm nào có thể xem cho con năm độc này không? Trông lết, trông tội quá. Đứng lại đấy. Ui, đã set up rồi. Cứ nãy tôi lên tôi check thử trên góc đấy có ai không mà không có ai mà bây giờ đã phun dưa cung với lại Nam Mi Đàn rồi. À, võ đang kiếm không? Cái gì ấy, châu ấy. Châu trượng à. Ơ, à, boss đâu rồi? À, đây, đây, đây. Để tía tôi canh canh ông này chỉ thi con nào. Bắt đầu tôi đổ sát lên tôi ích theo con thi. Lý thuyết thì là như thế, còn thực hành như nào không biết. Ô mấy anh em Tống hình như bỏ bot hay sao nhỉ? Không thấy lên. Con lục lâm ở đâu nhỉ? Tây Thành Đô. Để tôi qua Tây Thành Đô thử xem nào.
Chắc thường thường kéo thì chỉ có kéo vào mấy map ngôi nhà hoặc là góc góc trên này thôi nhỉ. Lượn lên xem. À dưới cung. Rồi, thế chắc là mấy ông ấy đổi boss rồi. Đổi thương thần lấy lục lâm rồi. Không đủ đam. À đây đây đây, đợi thì để auto búp trong 50 kiếm này. Ở map Tây Thành Đô lại bị nội thương này. Cái cục tẩy đâu rồi nhỉ? Đây đây đây. Lên lại, lên lại. Phải phá bằng được. Ok. À, đi đi theo thiếu viện này. Đang đang boss ở đâu đấy? Ít đam này ạ. Vân. Ôi sắp xong boss rồi. Như thế tôi đã đi luồn vào trong khu nhà này. Ăn nhanh quá. Thôi bỏ. Quay về thủ lại góc thương thần thôi. Ngược lại công trạng lắm, không tí lại quên lại. Sẽ đã bị phá rồi. Nhưng mà lác đác chỉ một vài con thiếu lâm trượng lao vào thôi rồi. Thiếu luôn quyền lên 50 đà. À, mấy ông này đứng này tản quá, không biết đam được. Ui. Lưu lại cái giường nữa, đỡ phải chạy lên chạy về. Rồi, góc setup bị mất luôn rồi. Kiểu này chắc là mất luôn cả con thương thần này quá.
Ủa, con này con người này. Nhờn với chúng tôi nữa đi. Auto X down của Thiếu Lâm Trượng nó lợi hại lắm. Chỉ cần một cái click thôi. Không cần nhiều. Ra lại. Ui giời. Mấy ông này vì một con cá hồng bổng mà không lên mà thủ góc đi. Còn không. Gì đây? Làm sao đây? Bàn nữa đi. Không có ra khoái không? Để tôi kéo khoái đi, tôi ít đau cái. Loạn rồi. Bây giờ mấy ông này gom gom lại như cái nãy nhỉ? Sướng phải biết. Không cho ngồi. Luyện công. Không kịp. Đúng lúc luyện công thì ăn cái hiệu ứng của Amida. Góc vẫn thủ được. Vẫn lên X đang được. Tôi thấy nhiều chấm đỏ lắm. Đúng rồi, gom vào. Nhưng mà hình như đang bị clear hết góc rồi thì vậy. Kéo đi. Nó phải đang đứng dậy kéo kéo con thương thần ra góc nào đông đông quá này. Đúng rồi, kéo đi. Kéo luôn, đứng dậy. Đứng ra, kéo ra góc nào đông đông cái. Rồi. À, không đủ mục tiêu. Hơi nhỏ. Hình như lúc đấy tầm 5 mục tiêu thì phải. Nè không không có nhảy đam. Đây không? Ngồi chỉ thương thần. À, ở đâu ra đấy? Chà vờ gì đánh ép tận nhà bên liêu không có người chơi luôn à bro? À, không phải bạn ơi. Chắc tại mấy hôm nay vừa mới đua top xong ấy, nên là mấy ông ấy đang đi
đang chắc là đang đi karaoke gì đấy để giải tỏa áp lực mấy ngày đua tốp mà. Chứ còn mọi hôm là nói chung là cũng server cũng cân bằng thôi, lúc đánh qua đánh lại mà. Lúc thì ép nhà Tống, lúc thì ép nhà Liêu. Hôm nay là Liêu đang hơi bị ép. Chiến trường này xong đua tốt rồi nên là chắc mỗi bên đâu đấy tầm 70-80 người gì đó. Rồi, chỉ thi đi. Loạn loạn loạn. Không nhiều tụ khí. Không cho tụ khí, không cho bắn, không cho bắn. Đâu 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 đâu, không cho ngồi. Đúng rồi, đấm nó bạn ơi. Đấm nó, không cho nó ngồi. Ui, cái 55. Hai con dưa cung bắn 55 vào. Để lốc con ngâm kiếm lên. Em vừa định bảo lốc ngâm kiếm lấy bút này, có bút luôn. Mấy ông này đứng tản tản ấy nên là ít đam đang hơi khó. Bây giờ có ông ngâm đàn nào cầm đàn lên chỉ đi ô dạ thôi. Giữ chân lại, vòng vòng lại một góc khác này. Đi đàn được luôn. Ô. Tướng thần của ai đây? Rồi, tướng thần đâu rồi? Đôi tướng thần gãy đâu rồi? Không cho bắn nữa. Thôi chạy 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 chạy. Đéo vội. Để tôi đi đi ra đây tôi giải cứu ngay mi đàn với mình đấy. Nhờ này có chết nhầm nhầm hướng. Vào vào vào. Nào. À, choáng rồi. Đang định giơ cái trượng lên thì ăn hiệu ứng.
đau thế. À, hai món tăng kiếm. Đù, thơm ngọn đi đang được. Đang định đổ sát lên tiếp theo mấy con thương thần này luôn được. Bạn đang chỉ thương thần vào góc này đi. Cứ nãy định ích đam vào chỗ mấy con thương thần nhưng mà thấy có cả ngay bên đàn bên mình nên là thôi bỏ luôn. Quên mất lấy con yêu cổ đó. Nó mạnh quá. Ừ, hình như bên tống đang hơi đông thì phải. Nhưng mà cứ đánh đi anh em ơi. Làm được. À. Gãy chiều luôn. Ui, góc trên này đông này. Sắp tới nơi rồi. Đông thì cũng có đông thật, nhưng mà đang chưa gom lại. Rồi, té. Bây giờ có một ông ngay với đào nào chỉ cầm ô dạ lên thôi lao vào giữa đám đông bắt cái ô dạ pháp là tới đam được luôn đấy. Chân nghĩ kìa, tới kìa, vẫn lên đam nhưng mà không đủ đam, gần chết luôn. Cầu lại cái kim cang đỡ bị thiếu âm triệu, đỡ bị thiếu âm quyền đá. Hay quá, chết ngay đá rồi. Ngoan, kéo con tinh thần sâu ạ. Kéo sâu lên. Con này đang bị thiếu rồi. Lên mấy bạn ơi. F9 đi lấy máu. Rồi. Kéo con thương thần ra đây. À, giơ cái trượng lên phát lán hiệu ứng. Đấy, ngồi yên trong mấy ông đam luôn đấy. Đúng ạ. Bị mất góc xe đáp phát là mấy ông tràn vào luôn. À đây. Ô. Rồi, có yêu cổ rồi. Ô, lấy lại được góc rồi. Tôi thấy đang xem live thôi. Đang xem live của mấy ông Amidan đang thấy góc trên kia xanh lắm.
Ấy cha cha. Ôi da. À, con gà vị đàn này. Con gà vị đàn này. Ba mươi lăm phần trăm bot đâu rồi, đừng để bị kéo bot, đừng để bị kéo bot. Có khi nào lại như hôm nọ không nhỉ? Đánh đến 11:30 xong rồi bot biến mất. Nhưng mà tôi thấy là còn 35% nên là hay là vẫn giết được rồi. Chỉ có bị kéo qua kéo lại một hồi này thì không đang được boss thì mới hòa thôi. À, boss đâu rồi? À, đây. Góc luôn, không ai thấy ạ. Loạn luôn mà. Chắc là vẫn chưa phá được tóc đâu. Trong này đông đấy. À, máu không lên kịp rồi. Đã để đi đi xem có bán máu chiến trường không. Cái thấy có ông nào bán máu hay sao mày nhỉ? Chắc off quá. Định đi mua tìm máu chiến trường bơm cho nó bơm lên cho nó nhanh. Không bán nhỉ. Bơm máu nhỏ này thì chắc phải bơm hai bình cùng một lúc, nhưng mà phải bơm từ trước cơ, may ra còn sống được, máu nó lên không kịp. Chết rồi.
Chết mà. Lên luôn, lên luôn. Sao mày lại ngồi giữa đường này nhỉ? Đáng lẽ phải ngồi vào mấy cái cục gốc cây này chứ. Ngồi giữa đường không sợ rơi cung bắn à? Để đi cho Navidan lên gom người phát là tôi lên luôn này. Đi khóa rồi, đi khóa rồi. Đi khóa rồi. Đúng quá. Đi đâu? À, đúng rồi, bắn này, kéo kéo con thương thần. Kéo con thương thần vào góc đông đông này. Cơ cái trượng này thì ăn cơm mặt tịch của ông này. Chờ lấy cái bút nội công mà lâu quá. Lại lấy lại góc rồi. Ăn miếng trả miếng liên tục. Thôi 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 thôi. Rồi. Sao chết được có hai người? Châu ạ. Hiệu ứng đàn xa đây cho té cái, cho té cái hoàn thành luôn này à.
ép thẳng lên luôn. Không biết có ông nghe về đàn nào like phi thẳng ngoài trong kia không, phi thẳng ngoài trong mấy góc đông người không. Tôi thấy mấy ông này toàn toàn đánh tới đâu lia tới đấy, lia tới đấy. Chết này, chết này. À, lock vị trí không? Bot đâu rồi? À, hình như bot bị kéo đi rồi. Bot ngoài này đúng không? Không tới, không đủ mục tiêu. Tầm này mấy ông em không đứng gom gom lại kịch bừa ấy, chứ đâu 8 ô lại tới tầm thì sao. Ui, chấm đỏ sau lưng lắm đây. Hay quá, hay quá, lấy lại góc rồi. Vào góc trong luôn này. Đặt thế nào đây, đặt thế nào đây. Có boss đâu rồi? Boss bị kéo đi rồi anh em ơi. Anh ở đâu ấy? Ông đại tổng này setup bot ở dưới góc, dưới góc 5 giờ rồi thì phải. Đi theo đường mòn vào xdam luôn. À, hay quá. Cưa cái canh phá dàn võ đang kiếm cho khỏi đam bót chứ đã. Còn lại cứ tính sau.
Chan vào, chan vào, chan vào. À, nhầm 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 nhầm. Ok. Click nhầm, click nhầm. Đi đâu? Đông thế, đông thế. Ui, góc này mà cái không click nhầm cái bất động này là biết đâu rồi con. Cái nhà 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 nhà. Không biết boss còn bao nhiêu phần trăm nhỉ? Kéo đi, kéo con đứng thân đi, kéo con đứng thân vào. Ui, thế mà loại. Thể nào bỏ qua mấy con dư thương này mà lên bắt dàn ngay mấy đàn setup được không? Nhả lại, nhả lại. Nhả ra phát rồi. Ui. Không kịp. Tôi nghĩ là lên ngựa là phi thẳng vào vẫn phi được đấy. À, để tôi lên ngựa tôi phi thẳng vào luôn này. Tí nữa xong boss thì sẽ có một kèo like mở dương top chiến trường cho một bạn nào đấy nhá. Hình như
mới mua Dương Chiến Trường thì phải. Ai ạ? Đau 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 đau. Nhận công này. Cho ngơi một tí, cho ngơi tí đi. Anh nhầm 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 nhầm. Thả ra, thả ra, thả cái. Hay quá. Có những chuyện nào đây? Đầu trong vút keo này. Hôm nay tí nữa xong bot là sẽ có một bạn nhờ mở hộ hai Dương Chiến Trường. Tay tôi không được đỏ lắm nhưng mà chắc là trong hai cái Dương đấy thì kiểu gì cũng sẽ có một cái áo và một cái quần thôi. Hình như bot đang bất tử thì phải. Còn 10% nữa. Ui góc, góc, góc trong bot này đông lắm. Ok ok ok. Chẳng lẽ lại không đi đam được. Chẳng lẽ lại không đạo. Ui, lao vị trí. Không sao. Tích chủ yếu lấy hiệu ứng cũng được. Hiệu ứng nhiều quá. Cho mấy con Navi đàn Clone này cho nó cho ngỏm anh em ơi. Bot bị kéo đi kìa. Bot kéo đi rồi. Hình như bot bị kéo đi mà mèo này vẫn đấm nhau trong tốt setup thì phải. Cho làm quả ít đam thế. Tại con thiếu lông quyền của tôi mấy hôm nay đi sửa máy nên là nó đang hơi bị thọt tí. Thua cả cấp của mấy app cổ sư treo auto ấy nên là chắc là phải đợi một hai hôm nữa cho nó cho ra event ra event cho bằng bạn bằng bè mới may ra mới đá chết người ấy. Hiểu nhiều thế.
À, vừa giơ cái trượng lên. Anh em ơi, góc trong này đông này. Đen quá, và đấy là biết thế, và đấy dùng sư tử hống phát cho con ngammy đàn kia choáng, có khi là ích đam được đấy chứ. Có lẽ thấy bị hiệu ứng nên là click vội gãy chiều luôn. Rồi nhon nữa đi, nhon nữa đi. Mặc dù không được nhiều người lắm nhưng mà ít đam được là được không? Vẫn còn sống mà, vẫn còn sống mà, không được ngồi. Ui ngoạn luôn, bơm máu cái, bơm máu xong nguy đứt. Thả 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 ra cái, thả ra cái. Ui ta thử nhiều quá, té 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 về lấy lại con yêu cổ vào phát là ăn hiệu ứng rồi. Ô, đi được từ trên này đi xuống nhỉ? À, đi được đi được đi được, không biết còn delay bao giây đây. Chắc đi xuống đến nơi là delay lại bất động à? Rồi rồi rồi. À, vẫn bị hiệu ứng. Hay quá, không phải đau đấy. Nhân. Boss còn 5% kìa. Dình dình lên KS boss cũng được anh em ạ. Góc này chưa được chưa setup được ấy nên là vẫn có khả năng KS boss được đấy. Nhiều khi thì ăn làm một phái đam boss còn 0% KS được con boss thì sao? Đâu hết rồi. Tí nhờ bạn like mở hộ hai dương tàng kiếm nhé. Ok bạn Vinh Đình ơi. Hôm nay bạn Vinh Đình có nhờ tôi mở hộ hai dương tàng kiếm của top 2 công trạng bên Liêu nhá. À, à. Nhá nhá nhá, bọt căng thẳng quá. Hôm nọ hình như bot còn đánh còn đến lúc mất cả bot luôn mà chị.
lại hai bên cũng không bên nào setup cứng được ấy, nên là đánh nó cũng thoải mái, có chỗ để mà đánh nhau. Áp vào luôn, không đánh ngoài nữa. Đánh vào ngoài cũng được, nhưng mà đánh vào vòng trong thì clear được dàn ngay đàn setup ấy. Thế mới vui, cân bằng. Đúng rồi, đánh như thế có qua có lại, nếu mà setup nhiều quá thì nó chỉ có một bên thôi, đánh chán. Mà nãy giờ em chưa đang được pha nào đây. Thôi. Hiệu ứng nhiều quá. Không hiểu sao mấy ông kia ích đang được nhỉ. Mà mình không phải chuyên về thiếu lâm trượng này, là có hơi gà tí. Rồi bật đồ sát lên luôn này. Bot 0% rồi thì vậy. Bot đâu ạ? Bot đâu ạ? 0% ạ. Kẹt được bot rồi anh em ơi. Đù. Hình như phải đam đấy là của tôi mà. Trong góc đấy làm gì còn ai đam đâu. À, ít ra cái ad bot luôn mà. Nhưng mà cũng không biết có phải là của em không. Em thấy có mỗi em ở góc đấy bên ít đam pha đấy thôi. 3 điểm này. 17 với 31 là còn lệch tận 14 điểm nữa cơ. Mười bốn điểm mà tôi thấy hôm nọ lệch có 12 điểm thôi mà hôm nay lên tận 14 điểm rồi. Còn nãy nhưng mà chắc là mấy anh em bên Tống hút thi rồi. Chuẩn bị là có bạn Vinh Đình nhờ mở hộ hai dương tàng kiếm. Mở hộ hai dương tàng kiếm 8x để cho anh em xem. Hình như là đang là dương của top 2 công trạng Liêu thì phải. Anh em đợi tôi đi hút điếu thuốc lấy tinh thần cái. Mở dương này run tay lắm. Ra hai cái mũ thì chết tôi ấy.
Alo, trở lại ở đây. Không biết tí lại chỗ báo danh chiến trường nhé. Ok. Chuyên mục mở dương anh em ạ. Đâu nhỉ? Chắc là ở bên ngoài. Có bạn Vinh Đình là muốn nhờ tôi like mở hộ cái dương, hai cái dương tàng kiếm của top 2 công trạng bên Liêu thì phải. Bảo Dương tàng kiếm. Anh em nhìn thì có thể thấy là Bảo Dương tàng kiếm thôi, nhưng mà hai cái dương này là hai cái dương quần đấy. Ôi, hình như cái này mở kiểu hình nhân vật nào ra nhân vật đấy đúng không nhỉ? Mở app này luôn hả? À, đi à, đi à, đổi lại PK đã. Mở 5 tiêu chuẩn được rồi. À, thế à, chắc bạn này cũng chơi 5 tiêu chuẩn luôn. À, để à, tháo hết đồ à. Ui, ra cái áo. Cái dương đầu ra cái áo luôn rồi. Không biết kháng tất cả bao nhiêu đây. Áo là được rồi. Tôi thấy server này ông ít người có áo ấy. Kháng tất cả bao nhiêu đây. Ui, tay hơi đen tí anh em ạ. Kháng tất cả có 9. Thêm phát nữa ra cái quần này. Ui, kim lũ thường hình như vẫn là cái áo thôi. Toang rồi, toang rồi, hai tay nó hơi đen tí. Kháng tất cả 12 đi. Ui, kháng tất cả 11. Mà áo cũng được nhá. Áo tôi thấy server này hình như có đâu đấy được hai cái áo thôi. Không ra mũ mà được rồi, hơi nhỏ tí là không ra quần thôi. Một cái kháng tất cả 9 và một cái kháng tất cả 11. Đi rồi, dương này cái tôi thấy là dương này cái tôi thấy là bảo dương tàng kiếm áo thì phải. Mắt tôi nhìn lộn tí. Hai cái áo. Áo thì chắc chỉ bây giờ thì mới dùng thôi, chứ còn sau này ra đồ tướng thì chắc lại dùng áo tướng là chính. Còn áo đang kiếm thì mấy ông nào chơi tiên phong ấy thì mới ra mới dùng áo thôi. Ok, hết kèo rồi. Hẹn anh em hôm khác like tiếp nhé. Hôm nay hơi nhọ tí, ra hai cái áo, tay hơi đen. À, sao dịch gì ấy, lại mở dương nữa à? À, ông này ông này cũng khoe cái quần sát thương 52 rồi. Sát thương 52 là cao lắm rồi.
Với hôm nay mở được hai cái áo. Nếu mà cái đầu là cái đầu tiên, cái áo đầu tiên này mà là cái mũ nhỉ, thì đủ bộ luôn nó. Ok. Thế là ông này mở dương ra quần trước rồi nên là mới mong muốn được mở ra một cái áo và cái mũ, nhưng mà hơi đen tí là không ra mũ. Hình như mũ ở trên group là tôi thấy cũng có người bán thì phải không? Mũ, nhưng mà tôi thấy là mũ thì chắc cũng không quan trọng lắm. Mũ thì lấy khăn tất cả là chính thôi. Cũng muộn rồi, hẹn anh em hôm khác like tiếp nhá. Chúc anh em ngủ ngon. Dạo này đau họng quá.